Các bạn hãy thử hình dung khi mà chiếc thuyền của chúng ta ra khơi, căng buồm lên thì nó sẽ đẹp như thế nào. Và nằm ở đây ngắm nhìn lên phía trời xa, đấy là một cái cảm giác mà những người đi thuyền buồm luôn cực kỳ thích thú cái cảm giác này. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thế giới du thuyền Yacht Reviews. Vâng, tôi vừa mới thử một cái cảm giác có thể gọi là từ trước đến giờ đi review du thuyền chưa hề có. Đấy là cảm giác nhảy nhót ở trên một cái mẫu thuyền catamaran. Và đây chính là cái đặc điểm nổi trội, nổi bật mà gần như là tất cả các cái mẫu thuyền catamaran dạng thuyền buồm đều có. Đấy là chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian để cho có thể vui chơi, vui đùa ở đây. Trẻ con lẫn người lớn hết sức là thoải mái. Và cái mẫu du thuyền mà ngày hôm nay Hoàng Đức muốn giới thiệu đến cho quý vị khán giả, đây là một mẫu thuyền buồm, mẫu du thuyền buồm đến từ thương hiệu du thuyền hai thân lớn thứ hai thế giới Fountain Pajot, một thương hiệu của Pháp. Và đây chính là mẫu Astrea 42. Cái con số 42 cũng chính là con số thể hiện cho chiều dài của cái mẫu thuyền này. Đây, các bạn có thể nhìn xem, 42 feet tương đương với hơn 12,5 mét. Chính xác thì là 12,58 mét. Tuy nhiên, cái con số 42 nếu đối với những cái mẫu thuyền một thân thì có vẻ không thực sự là lớn lắm. Nhưng mà các bạn hãy nhìn xem cái khoảng không gian tôi có ở đây, nó không còn chỉ là chiều dài nữa, mà đối với thuyền hai thân nó là chiều rộng bề ngang ở hai bên. Và đối với cái mẫu thuyền này thì nó sở hữu một cái chiều rộng hơn 7 mét. Chính xác thì là 7,2 mét. Các bạn có thể hình dung được không ạ? 7,2 mét nhân với chiều dài, một con số rất là rộng lớn cho chúng ta khi chúng ta sử dụng cái mẫu thuyền này. Diện tích rất là lớn, đúng không ạ? Ở phía ngoài thì giống như quý vị và các bạn vừa được chứng kiến những cái hình ảnh này, chúng ta có sàn để tắm nắng, ngồi đây, ngồi hoặc nằm thư giãn. Tất cả các cái đầu đệm này đều có thể nâng lên hạ xuống. Chúng ta có khoảng không gian để chạy nhảy ở đây. Chúng ta có hai cái ghế ở hai bên để có thể ngồi và ngắm nhìn trời đất ở xung quanh. Ok, chúng ta còn có rất nhiều thứ khác đây. Tôi sẽ dẫn quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đi một vòng quanh cái mẫu thuyền này để chúng ta sẽ khám phá thêm nhiều điều thú vị hơn nữa. Đây, cái điểm thú vị nhất của thuyền buồm chắc chắn là động cơ. Động cơ của thuyền buồm thì chạy bằng gió, đúng, chính xác như vậy. Và đây chính là hệ thống buồm của cái mẫu thuyền này. Một cái mẫu thuyền buồm thì chúng ta có thể thấy đây là cái cột buồm chính ở phía sau. Đây là cái trụ của cột buồm. Và phía trước đây chúng ta sẽ có thêm một cái cột buồm phụ ở phía trước. Cột buồm chính này thì sẽ giúp cho chúng ta điều hướng. Chúng ta có thể điều chỉnh được hướng của cột buồm này. Và tất cả cái hệ thống buồm này thì quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Bây giờ không còn là phải dùng nhiều người, sức người để kéo giống như ngày xưa nữa. Toàn bộ hệ thống dây ở đây, cột buồm đều được dùng dây cáp. Và chúng ta hoàn toàn có thể dùng những cái phím bấm ở phía trên để kéo và điều chỉnh hướng của cột buồm rất là dễ dàng. Các bạn hãy tưởng tượng xem, cái cột buồm chính này có cái diện tích là 65 mét vuông, có tổng diện tích 65 mét vuông. Còn cái cột buồm phụ kia ở phía trước thì có diện tích là 41 mét vuông. Các bạn hãy thử hình dung khi mà chiếc thuyền của chúng ta ra khơi, căng buồm lên
thì nó sẽ đẹp như thế nào, và nó sẽ còn đẹp như thế nào nữa nếu như chúng ta sở hữu những cái cột buồm này nhưng mà dưới cái logo của chúng ta, dưới hình ảnh của chúng ta. Cái này chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến được ạ. Ví dụ như tôi có một công ty chẳng hạn, tôi làm một cái cột buồm lớn đùng như thế này và để logo Vietjet ở đây. Wow, thực sự là một hình ảnh ấn tượng đúng không ạ? Đây, chúng ta có rất nhiều, các bạn thấy là tôi đang di chuyển rất là thoải mái ở phía trên. Cái mẫu Astra 42 này thì lại có một cái thiết kế khá là thú vị. Đây, ở đây chúng ta có một cái khoảng không gian để có thể nằm thư giãn tắm nắng ở đây. Và nằm ở đây ngắm nhìn lên phía trời xa, lên trời cao ở phía trên. Đấy là một cái cảm giác mà những người đi thuyền buồm luôn cực kỳ thích thú cái cảm giác này. Đấy. Ngoài không gian để nằm tắm nắng ở đây thì quý vị thấy chúng ta có cái khoảng không gian dành chính cho thuyền trưởng là ở đây. Chỉ bước xuống 3 bậc thang, chúng ta đã có một cái khoảng không gian chính dành cho thủy thủ, thuyền trưởng. Và đối với một mẫu thuyền buồm như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tự lái, đối với những người mà thông thạo kỹ năng buồm. Còn hoặc không thì chúng ta sẽ thuê thuyền trưởng lái. Đây, đây là các cái hệ thống dòng dọc trục để kéo cáp. Đây, các sợi cáp với các màu khác nhau. Đấy. Và đây, ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy. Đây, phía dưới đây khi mà chúng ta xoay cái bánh lái. Đấy. Xoay cái vô lăng. Ở đây sẽ có cái hệ thống điều hướng. Thực ra thì thuyền buồm thì cái hướng của chúng ta sẽ điều khiển dựa trên hướng gió và hướng của cột buồm, hướng của buồm. Ở đây thì đối với những cái mẫu thuyền buồm mà đã chạy bằng sức gió như thế này thì chúng ta sẽ có được trang bị một cái hệ thống máy nhỏ vừa đủ để ra vào bến. Vì khi mà ra vào bến thì chúng ta sẽ phải đóng buồm lại giống như thế này. Đấy, thì đối với cái mẫu thuyền này thì được trang bị hai động cơ có công suất là 30 mã lực cho mỗi máy. Đấy, và cũng có thể là cao hơn, là hai động cơ 50 HP cho mỗi máy. Và cái động cơ đấy thì thực tế là chúng ta chỉ sử dụng khi mà ra vào bến thôi. Còn đối với một mẫu thuyền buồm thì cái cảm giác sung sướng nhất là khi chúng ta lênh đênh ở ngoài biển và dùng sức gió để chúng ta di chuyển, hoàn toàn tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và đúng nghĩa là cái cảm giác thủy thủ, chính xác hơn. Đấy, và cũng chính vì thế nên là các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái bảng điều khiển, cái hệ thống thông tin của thuyền trưởng thì đơn giản hóa rất là nhiều so với những cái thuyền chạy bằng động cơ. Ở đây thì chúng ta vẫn có hai cần số dành cho hai cái máy ở phía dưới. Đối với thuyền buồm thì quan trọng nhất là hướng. Đấy, chúng ta sẽ cần có những cái thông tin về hướng gió, rồi hướng của thuyền đang chạy bắc nam, vân vân. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái thông tin về tốc độ. Cái mẫu thuyền này thì ở đây đang hiển thị là với cái gió ở đây thì chúng ta sẽ đạt được cái vận tốc khoảng tầm 11,7 nốt, đó là 11,7 hải lý trên giờ. Tuy nhiên thì cái tốc độ của một chiếc thuyền buồm thì phụ thuộc vào sức gió. Khi mà gió càng lớn thì mẫu thuyền của chúng ta, cái chiếc thuyền của chúng ta sẽ càng chạy được ở tốc độ cao hơn. Cái vô lăng bánh lái thì thực sự là lớn hơn những cái mẫu thuyền chạy bằng động cơ rất là nhiều đúng không ạ? Ngoài ra ở phía dưới thì chúng ta cũng có những cái thông số dành cho cái động cơ ở trên thuyền. Đấy, là ở phía dưới. Và có một cái điểm thú vị đối với cái thiết kế này của Falcon Pajo Astra 42. Đấy là khi mà chúng ta ngồi ở đây để lái với vị trí như thuyền trưởng là người chủ của, cũng chính là người chủ thuyền, thì chúng ta cũng có thể từ góc nhìn này chúng ta quan sát được xuống phía dưới. Đấy, chúng ta thấy được là vợ con chúng ta đang làm gì, người thân chúng ta đang sinh hoạt ở đây. Chúng ta sẽ quan sát được hết và vẫn nhìn được cái hướng lái ở trên. Và với cái vị trí này gần như là một cái vị trí mà ở cái khoảng giữa, giống như là tầng giữa của thuyền, thì chúng ta sẽ
có được đủ những cái sự tương tác đầy đủ với tất cả các cái vị trí khác ở trên thuyền. Đây là một thiết kế rất là hay. Và với cái thiết kế này thì nó lại giúp cho chúng ta hạ thấp được cái cột buồm chính ở phía sau này xuống. Các bạn hãy hình dung đối với những cái mẫu thuyền mà có mẫu thuyền buồm mà có cái tầng lái nóc thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng phải chiếm nhiều cái không gian ở tầng trên hơn. Thì trụ của cái cột buồm chính thứ hai phía sau này sẽ cũng phải cao lên, và như vậy đồng nghĩa với việc là diện tích của cái cánh buồm lớn phía sau sẽ bị giảm đi, tốc độ chúng ta cũng sẽ bị giảm đi theo cái diện tích đấy, và chắc chắn là chiếc thuyền chạy cũng sẽ không có nhiều được những cái sự ổn định được giống như là một cái mẫu thuyền mà khi cột buồm hạ xuống càng thấp như thế này thì vận hành nó sẽ càng ổn định. Đấy là một cái điểm thú vị và một cái điểm có thể gọi là điểm mạnh của cái mẫu Astrea 42 này. Và cái mẫu này thì gần như là kế thừa toàn bộ những cái điểm mạnh của cái mẫu Saola 47 trước đấy mà đã rất thành công. Và ở phía bên này thì quý vị có thể nhìn thấy, ở đây chúng ta có 4 tấm pin năng lượng mặt trời rất là lớn ở đây. Rất thân thiện môi trường đúng không ạ? Đã chơi thuyền buồm thì năng lượng trên thuyền cũng dùng pin mặt trời luôn, vì chúng ta lênh đênh ở trên biển như thế thì mới được dài ngày. Đấy, thực ra thì chúng ta vẫn có những cái sự lựa chọn để có máy phát điện ở trên thuyền. Đấy, và đối với một cái mẫu thuyền như này thì chúng ta có cái lựa chọn là nếu mà đối với bình nhiên liệu thì chúng ta có tới cái bình nhiên liệu là chứa được 370 lít nhiên liệu. Cũng rất là lớn đối với hai cái máy chỉ có công suất là 30 HP mỗi máy. Vì chúng ta cực kỳ ít khi dùng đến những cái máy đấy, chỉ khi ra vào bến thôi. Còn cái két nước ngọt thì lại có tới 2 két 350 lít. Nghĩa là chúng ta sẽ có tới 700 lít nước ngọt ở trên thuyền. Hoàn toàn có thể đủ cho chúng ta lênh đênh được dài ngày đúng không ạ? Thậm chí là chúng ta còn có cái hệ thống lọc được nước biển thành nước ngọt để sử dụng nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống phía dưới một chút. À, trước khi xuống phía dưới thì đây, các bạn nhìn thấy đối với những cái mẫu thuyền hai thân, chúng ta có cái lối đi ở hai bên cực kỳ rộng rãi, tận 7,2 mét chiều rộng cơ mà. Đây, hai người đi thoải mái. Đấy, đúng không ạ? Đây là cái không gian chính ở phía sau của mẫu thuyền này. Đây, các bạn nhìn phía bên hông này. Đây là tên Astrea 42. Và chúng ta có một cái khoảng không gian cực kỳ rộng đúng không ạ? Ở phía sau này chúng ta có thể để một chiếc thuyền phao, có thể để xe máy nước nâng hạ được ở đây, và lối vào ở hai bên rất là rộng rãi, gần như là sử dụng toàn bộ tối đa cái diện tích của thuyền để thiết kế ở đây. Và ở dưới hai cái lối vào này chúng ta lại có thêm hai cái khoảng không gian hốc hộp để đồ ở phía dưới rất là rộng lớn. Ở trên các cái mẫu catamaran thì lúc nào cũng luôn có nhiều không gian cho chúng ta, và không thể thiếu được đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ có một cái bếp nướng. Thực sự là đây là một cái option mà tôi rất là thích, bởi vì đi thuyền dài ngày thì không thể nào chúng ta thiếu được những món như là cá nướng, rồi mực nướng, tôm nướng, vân vân. Và ở đây thì cái khoảng không gian này chúng ta cũng hoàn toàn có thể biến đổi được thành cái option là thêm ghế ngồi giống như thế này. Đấy, để chúng ta sẽ có nhiều chỗ hơn. Thực ra thì với từng này chỗ thì các bạn thử hình dung xem. Tôi nghĩ là ít nhất là khoảng tầm 10 người ngồi ở đây một cách hoàn toàn thoải mái, không có vấn đề gì. Ở đây chúng ta có đầy đủ những cái hệ thống âm thanh giải trí tất cả ở dưới này. Và quý vị thấy đấy, cái thiết kế của Fountain Vaso nhìn rất là đơn giản, thanh lịch và tập trung chính nhiều vào những cái công năng mà cái mẫu thuyền đem lại cho chủ nhân. Ok, chúng ta sẽ đi vào phía bên trong sâu hơn một tí. Đây, ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy trên thuyền này có một điểm đặc biệt là có cực kỳ nhiều cái chỗ chứa giống như này. Ở phía dưới chúng ta cũng có. Và ở đây chúng ta cũng có thêm những cái khoang để chứa đồ ở phía dưới. Và có cực kỳ nhiều tủ lạnh. Đây nhá, tôi sẽ bắt đầu đếm. Đây, chúng ta có một cái tủ lạnh. Tủ lạnh này thì dung tích vào khoảng tầm 97 lít.
Còn ở bên trong chúng ta sẽ lại có thêm nhiều cái tủ lạnh khác nữa. Đây. Wow. Đây cũng lại là một cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh này thì cái dung tích của nó là 160 lít. 160 lít nếu tôi nhớ không nhầm. Hai cái tủ lạnh. Bên kia có một cái tủ lạnh nữa. Cực kỳ nhiều không gian ở trên thuyền. Ở đây thì chúng ta có một cái lò nướng giã đông, lò vi sóng, tích hợp tất cả đầy đủ công năng. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái khoảng không gian. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có nhiều cái không gian để chứa đồ, nấu nướng, vân vân ở trong này. Và các bạn thấy như thế nào về cái thiết kế này của cái không gian bếp này ạ? Đây, đây là một cái thiết kế mà tôi cho rằng rất là đẹp. Mặt đá trắng tinh khiết, tinh khôi. Đây. Wow. Đây là cái tủ lạnh mà tôi đã nhắc đến lúc nãy nhá. Đây. Chúng ta có đầy đủ tất cả những cái công năng. Đây là một cái máy để rửa và sấy bát đũa. Ok. Ở đây chúng ta có không gian bếp nấu nướng, hoàn toàn có thể lựa chọn bếp ga hoặc bếp điện, vân vân. Và với cái khoảng không gian này thì người nội trợ sẽ có rất nhiều cái khoảng không để có thể xoay trở. Đấy, mà không phải di chuyển quá nhiều. Gần như là nó là một cái hình khối chữ U ở đây. Và rất là tiện để cho chúng ta có thể đưa đồ ăn ra phía bên ngoài cũng như là phía bên trong của thuyền. Tất cả cái hệ thống cửa kính ở đây chúng ta cũng đều có thể kéo trượt và đóng được giống như thế này. Đấy, phản chiếu ra phía ngoài. Và có một cái điểm khá là thú vị. Các bạn hãy nhìn cái thiết kế. Khi mà chúng ta di chuyển, mở cái cửa kính như thế này, ở phía trên này, đối với cái mẫu thuyền này lại được thiết kế thêm hai cái cửa sổ ở đây để làm lưu thông khí. Và gần như là khi mà cái mẫu thuyền của chúng ta di chuyển, khi mà chiếc thuyền của chúng ta di chuyển thì chúng ta sẽ nhận được gần như tất cả những cái luồng không khí tự nhiên từ biển cả vào bên trong của thuyền. Và gần như là không cần phải dùng đến điều hòa ở trong một cái cabin giống như thế này. Một cái điểm thú vị nữa các bạn hãy nhìn đi. Đây, đây là cái cột trụ của cái buồm ở phía trên, của hai cánh buồm ở phía trên. Thông thường thì đối với các cái thuyền catamaran thì cái cột trụ này sẽ gần như là phải để ở phía giữa của thuyền và sẽ chiếm rất nhiều những cái diện tích sử dụng của chúng ta ở đây. Nhưng đối với cái mẫu Astra 42 này thì phần cột trụ đã được thiết kế rất là thông minh, đẩy lên phía trước. Chúng ta có một cái khoảng không gian để ngồi phòng khách ở đây và không bị ảnh hưởng bởi cái cột trụ này. Nhìn vẫn rất là đảm bảo thẩm mỹ, đúng không ạ? Và cái tính liên kết giữa không gian ở đây chúng ta có rất là nhiều. Ở bên phải này của tôi thì các bạn thấy là ở đây nó đã được biến chuyển thành một cái không gian thực sự là chỉ để quan sát xem những cái thông số, thông tin ở trên thuyền thôi. Chứ còn không có quá nhiều những cái tính năng giống như là một cái phần cabin lái của thuyền trưởng, giống như là ở trong những cái chiếc thuyền có động cơ. Là vì thuyền buồm thì chúng ta sẽ hạn chế và tối giản nhất tất cả những cái trang thiết bị điện tử có ở trên thuyền. Ok, các bạn thấy như thế nào về cái cabin, về cái phòng khách này? Ở đây thì chúng ta thấy là với cái chiều cao 1m72 của tôi đứng ở đây thì chắc là còn nhảy lên không chạm được đến trần này. Một cái khoảng trần rất là thoải mái và mang lại cho chúng ta cái cảm giác rộng rãi, thoáng đãng khi mà bước vào bên trong cái không gian của phòng khách này. Đấy là những cái điểm thú vị của thuyền hai thân mà gần như là các mẫu thuyền một thân không thể mang lại được cho chúng ta. Ở đây trên cái mẫu Astra 42 này chúng ta có rất nhiều những cái lựa chọn về phòng ngủ. Và tối đa ở trên thuyền thì chúng ta có thể có được tới 4 phòng ngủ tùy theo lựa chọn. Nếu mà chúng ta muốn khai thác kinh doanh chẳng hạn thì 4 phòng ngủ sẽ là cái lựa chọn tôi nghĩ là tối ưu hơn. Vì cho được càng nhiều người lên thuyền ngủ vào buổi tối thì chúng ta sẽ càng có thêm được cái kết quả kinh doanh tốt hơn. Một cái điểm nữa đối với cái không gian phòng khách này, một chút nữa thì tôi quên, đấy là các bạn nhìn thấy là ở phía dưới này, cái hệ thống bàn này của chúng ta cũng hoàn toàn có thể được hạ xuống và biến tất cả cái không gian ở đây lại thành một cái phòng ngủ thứ 5 nữa.
phòng ngủ thứ 5 đây chưa đủ. Phía sau chúng ta cũng hoàn toàn là một phòng ngủ nữa ở phía sau, đúng không ạ? Thực sự cực kỳ là nhiều cái không gian. Và đối với một cái mẫu thuyền như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể chứa khoảng tầm ít nhất là phải tầm 20 người ở đây. Một cái số lượng mà tôi nghĩ là phù hợp cho những cái cuộc party hay là hội họp bạn bè. Và cái mẫu thuyền ngày hôm nay của chúng ta thì tôi cũng không biết là nó có bao nhiêu phòng ngủ. Chúng ta cứ đi khám phá thử xem. Mẫu lần trước thì tôi nhớ là đối với cái mẫu Mi 4S thì phòng ngủ chính của chủ thuyền là nằm ở bên trái. Để chúng ta sẽ thử đi sang bên trái này xem. Ở đây thì chúng ta có một cái hệ thống bảng điều khiển. Đây, nó nằm hết ở đây rồi này. Đây là về tủ lạnh, rồi TV, Wi-Fi, tủ lạnh 1, tủ lạnh 2, tủ lạnh 3, vân vân. Và mây mây ở đây. Ồ, toàn tiếng... À, đây có tiếng Anh ở dưới. Có đèn, tất cả chiếu sáng đều ở đây. Đây là hệ thống điều chỉnh điện ở trên thuyền. Ok, đây rồi. À, tôi đã thấy ở dưới này có hai phòng ngủ. Đây, xin mời các bạn. Cái phòng ngủ này chúng ta lại có một cái chiếc giường 1m6 x 2m. Và các bạn thấy đấy, đây chắc chắn là chưa phải là phòng ngủ chính của cái mẫu thuyền này, nhưng mà rất là thoải mái cho chúng ta, đúng không ạ? Có đầy đủ không gian, giường này ở bên này nữa. Đây, chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng ở đây dành cho những người ở trong phòng này. Đấy. Bên này thì chúng ta sẽ có hệ thống tủ ở phía dưới. Rồi, đi sang phía bên này. Wow. Cái chất liệu này sờ sướng quá các bạn ạ. Sờ sướng quá. Ở đây chúng ta sẽ lại tiếp tục có một cái hệ thống tủ. Đây, tận dụng gần như tối đa tất cả những cái công năng. Cái vật liệu này thì nó không chỉ là sờ sướng, nó vừa đạt đến thẩm mỹ và nó còn là một cái loại vật liệu để giúp chúng ta cách âm và tiêu âm tốt nhất. Ở đây lại một lần nữa là phòng ngủ thứ hai, và bên này chúng ta lại tiếp tục có một cái nhà vệ sinh. Các bạn hãy đây để tôi vào thử xem. Đây chỉ mới đang là nhà vệ sinh cho phòng ngủ phụ. Và các bạn thấy như thế nào ạ? Wow. Không hề có những cái khoảng cách với trần. Thoải mái để tắm rửa ở đây. Đây, đây, đây. Vẫn còn rộng rãi. Hai người ở đây. Đây chúng ta có đầy đủ gương, có lavabo, toilet. Wow. Và thiết kế thì rất là đơn giản, thanh lịch. Một màu sẫm, một màu trắng tinh khiết. Ở đây cũng lại là một phòng ngủ nữa, giống như là phòng ngủ ở phía đối diện. Và thực sự là khi mà chúng ta khai thác kinh doanh chẳng hạn thì tôi nghĩ là đây sẽ là một cái sự lựa chọn tuyệt vời. Wow. Như này thì thậm chí là một gia đình hai người lớn, một trẻ nhỏ hoàn toàn có thể nằm ngủ ở trên một cái chiếc giường giống như thế này. Không phải kinh doanh nhưng mà có thể là bạn bè của chúng ta chẳng hạn, thi thoảng mời bạn bè đi chơi thì cũng có đầy đủ chỗ thì sẽ vui hơn rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ đi thử sang phía đối diện. Đây, lại tiếp tục giống như những cái mẫu thuyền. Đây, chắc chắn là khi mà có cánh cửa này thì chúng ta sẽ biết được là bên này là không gian của phòng ngủ master rồi. Wow. Đây, đúng chính xác rồi. Ở đây chúng ta có một cái giường dành cho chủ thuyền master. Như vậy là với cái bố trí của mẫu Astra 42 này thì phòng ngủ master của chủ thuyền là ở góc bên phải phía đằng sau. Ok. Và ở đây thì các bạn thấy này, chúng ta có nhiều cái không gian ở đây. Chúng ta có một cái không gian để ngồi trang điểm hoặc là làm việc ở đây. Đấy, bàn trang điểm hoặc là laptop làm việc vân vân ở đây. Có những cái vị trí để đồ hoặc là để các cái khung ảnh kỷ niệm gia đình chẳng hạn. Ở đây thì cũng có rất nhiều các cái thọc tủ. Đấy, đây. Chúng ta có rất nhiều những cái không gian để có thể chứa đồ.
và luôn luôn có những cái khe cửa để ánh sáng tràn ngập được vào không gian phòng ngủ này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này, phòng ngủ master của chủ nhân có tới tận 1, 2, 3 cái cửa sổ. Và ở đây, cái cửa sổ này mở được, cửa sổ này mở được, cái ở trên chúng ta cũng mở được. Và cái việc mà chúng ta mở được những cái cửa sổ như thế sẽ giúp chúng ta làm thông thoáng cái khí ở trên thuyền, ở trong phòng. Đấy, rồi chúng ta sẽ đi sang đây. Đây, bên này, ở đây chúng ta lại tiếp tục có rất nhiều các cái hệ tủ. Ở đây chúng ta có két sắt, chúng ta có một cái két sắt ở đây. Đấy, đa phần thì những chủ nhân của những mẫu thuyền như thế này thì đều cần rất nhiều chỗ để chứa những cái gọi là tài sản có giá trị của họ khi mà lên thuyền. Đây, trong này các bạn thấy gì chưa? Đây, ở đây chúng ta có một cái toilet riêng biệt, khép kín, hoàn toàn riêng tư, đúng không ạ? Khi có người cần sử dụng toilet thì chúng ta vẫn có cái khoảng không gian để vào nhà vệ sinh ở bên trong. Và ở đây các bạn thấy có khác gì một cái khoảng không gian nhà vệ sinh của một khách sạn 5 sao hay không? Ánh sáng dịu nhẹ, gần như toàn bộ cái tông ở đây đều là màu trắng, màu sữa, kem. Một cái tông màu rất là sang trọng và hiện đại. Ở đây có cực kỳ nhiều những cái hệ thống cửa, tủ giống như thế này. Và tôi rất là thích cái tay khóa cửa ở đây. Đấy, làm bằng cái vật liệu inox không gì và sáng bóng, rất là sang trọng. Đấy, chúng ta có tủ ở trên, tủ ở dưới, tủ các thể loại tủ, nhiều tủ. Ôi, đây, và đây các bạn thấy chúng ta được trang bị máy giặt riêng. Đây, tất nhiên là trong những cái chuyến đi dài ngày thì máy giặt là một cái điều mà cũng không thể thiếu, giống như là tủ lạnh để bảo quản thực phẩm hay là những cái đồ khác, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian để tắm đứng. Wow, đẹp quá. Wow, đẹp quá. Cái này ở trên thuyền còn đẹp hơn cả ở dưới mặt đất. Các bạn thấy đấy, cái khoảng không gian này chúng ta lại tiếp tục có cái hệ thống cửa sổ với nhiều ánh sáng, và đặc biệt là được làm cái hệ thống lam che mờ như thế này, thì có nghĩa là chỉ ở bên trong chúng ta nhìn được ra ngoài, nhưng ở bên ngoài thì đằng trong cứ thoải mái, không bao giờ có thể nhìn ra được. Ở đây chúng ta cũng có một cái cửa sổ ở trên, và hai cái cửa sổ này nó sẽ đối lưu cái không khí cho nhau, giúp cho cái không khí ở trong cái phòng vệ sinh này luôn luôn thông thoáng nhất có thể. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Thực sự là đi review những cái mẫu thuyền một thân quen rồi, đến khi mà review sang mẫu thuyền hai thân thì cái cảm giác di chuyển ở trên thuyền nó cứ giống như là đi review nhà vì nó rộng rãi quá. Tôi đang hình dung là tôi là chủ nhân của cái mẫu thuyền này và đang lênh đênh nó ở trên biển. Tuy nhiên thì không biết đến bao giờ thì cái ước mơ này của tôi mới trở thành hiện thực. Có vẻ là như vậy, là cái ước mơ nó sẽ hơi xa vời một chút. Thì thôi, chắc là tôi sẽ ước lại, xin phép được ước lại là sẽ nhanh chóng, sớm thôi, có một vị chủ nhân nào đấy sẽ sớm mang cái mẫu thuyền buồm Astrea 42 này về Việt Nam nhanh chóng để Hoàng Đức có thể sớm được ngồi ở vị trí này và có thể lênh đênh nó ở trên cái vùng biển của Việt Nam. Thực sự là với một cái mẫu thuyền như này mà chúng ta đi từ Bắc vào Nam rồi thông dong từ quốc gia này đến quốc gia khác thì ui, nghĩ đến thôi là đã không biết phải dùng từ gì để miêu tả rồi. Và nếu như quý vị cần thêm nhiều hơn những cái thông tin chi tiết hay là những cái sự tư vấn để lựa chọn thêm các cái option ở trên
một mẫu thuyền như thế này, hay bất kỳ một cái mẫu thuyền buồm nào khác, hay bất kỳ một mẫu thuyền nào ở trên thế giới, thì các bạn đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Hoàng Đức theo cái số hotline của tôi ở bên cạnh, và chúng ta sẽ để tôi sẽ có thêm nhiều những cái tư vấn chi tiết và chính xác phù hợp với nhu cầu và phù hợp với sở thích của từng quý vị khách hàng hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và quý vị cũng đừng quên hãy ủng hộ cho kênh Thế Giới Du Thuyền Yacht Reviews, để chúng ta sẽ ngày càng có thêm nhiều quý vị khán giả nữa cũng biết đến kênh Thế Giới Du Thuyền, và cũng sẽ đưa cái sở thích chơi du thuyền về mở rộng ở thị trường Việt Nam nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số review tiếp theo. Xin chào. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance the sideways.